Được rồi. Và thế này, bây giờ như này, cái thời gian của chúng ta nó cũng còn rất ít, và cho nên là các cháu vừa trẻ giao lưu vui vẻ một tí, rất ít là mà hiện tại á là trên á mà người nữa có hơn 14 người. Thế thì bác quan vui lòng chào tất cả mọi người đã có mặt ở đây rồi. Xin thân chào tất cả 14 quý vị. Quang bác có thể là giới thiệu qua về bác cho bà con được biết ạ, được biết ạ. Dạ, tôi tên là Nguyễn Mạnh Quang, theo học hành sử từ năm 1961 đến 64 thì ra trường và đi dạy ở Rạch Giá 2 năm rồi được học bổng đi Hoa Kỳ từ năm 66 đến năm 1969, học xong lấy cái bằng master về giáo dục, chuyên gia về lịch sử và được trở về Việt Nam dạy tại trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức Sài Gòn từ tháng 4 năm 1970 cho đến năm 1975, và cuối tháng 4 thì tôi may mắn được sang bên Hoa Kỳ định cư, và sang vào khoảng tháng 6 thì tháng 7 tôi được Sở Giáo dục của tại địa phương tôi định cư ở tiểu bang Washington mời tôi khởi đầu là đi thông ngôn cho học sinh, rồi đến tháng 9 thì họ mời tôi làm luôn, nhưng mà chỉ là làm phụ, cho đến 4 năm tôi đủ điều kiện thì họ cho tôi nhập ngạch thầy giáo tại lớp, và tôi phụ trách về các môn lịch sử tiểu bang Washington, lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới và địa lý thế giới, và môn công dân tức là tổ chức các cơ sở chính quyền và các lý thuyết về các thuyết chính trị, thì tôi tiếp tục làm từ đó cho đến năm 1998 thì tôi về hưu. Trong thời gian đó thì tôi có dịch được cái bộ lịch sử Hoa Kỳ từ tiếng Anh, người ta sử dụng dạy tại các trường trung học, tôi dịch sang tiếng Việt cho học sinh Việt Nam sử dụng, và mới đầu thì chỉ sử dụng ở chỗ học tránh của tôi thôi, nhưng mà những cái bản nó được phóng ra thì rất nhiều cơ quan song ngữ tại Hoa Kỳ họ đều yêu cầu được cái bản đó, thành ra cái sở của tôi nó yêu cầu tôi cho phép nó in cái đó thành một cái bản, và nó trả cho tôi được 500, bây giờ nó mới trả chứ tôi làm trước 500, và in ra nhiều đợt. Và cái số đợt đó thì mỗi đợt được khoảng độ 200 cuốn, rồi 5-6 đợt khoảng 1000 cuốn. Thì tôi cứ nhân tiện đó là tôi cứ bác thì tôi cho các bà con, nhất là các phụ huynh học sinh với lại các bạn đồng nghiệp của tôi, rồi các sở giáo dục ở khắp nơi trên nước Mỹ người ta cũng xin về. Thì đồng thời họ cũng đồng ý in với cuốn sách về những ý kiến và chiến tranh lạnh của tôi đã biên soạn khi tôi được trở về Việt Nam dạy tại trường Kiểu mẫu Thủ Đức, phụ trách lớp 12 dạy về lịch sử thế giới. Cái cuốn đó tôi cũng đem lại đây, rồi bà xã tôi đánh máy lại cho hình tôi hiểu và rồi in, hiện bây giờ tôi cũng còn một số trong cái cuốn sách đó. Đó là trong thời gian họ giúp tôi như vậy, thì trong thời gian đó tôi mới khám phá ra rằng những cái tội ác của giáo hội La Bát nó ghê gớm lắm, và tôi tìm đủ mọi cách để tôi mua những cái sách đó với người ta giúp tôi cho những cái tài liệu đó, thành thử ra tôi có những cái tài liệu đó tôi đọc, tôi mới thấy là cái tội ác giáo hội La Mã nó ghê gớm lắm, chứ nó không phải bình thường như người ta tưởng. Những cuốn sách người ta tự động ta cho như là cuốn này này, các ông có thấy không? Dạ thấy ạ, thấy ạ. Cuốn này này. Dạ. Cuốn này nó gọi là Babylon Mystery Religion. Cuốn này nó gọi là Smoke Screen. Tất cả tôi hay chính dẫn từ mấy cuốn sách này, rồi đồng thời nói về khi mà tôi học thì tôi có được nghe cái ông Saint Simon này, ông nói rằng giả dạ, nước Pháp chết đi những các ông tình dưỡng, các ông giám mục với lại các ông viên chức của chính quyền thì nước Pháp chỉ xót lòng thương tiếc thôi chứ không có hại hến gì cả, nhưng mà nếu chết đi một lúc 50 ông giám mục, 50 ông tình dưỡng, 50 ông tu sĩ đủ các thứ đó thì nước Pháp không hề hấn gì cả, vẫn hoạt động kinh tế, vẫn phát triển, y
Lai Sơn Sơn Yên Tì. Thì tôi có nói cho con gái tôi muốn mua cuốn này thì nó lập tức, nó bảo nó mua lập tức cho tôi một tuần lễ được đó. Rồi đồng thời tôi cũng mua những cái cuốn sách như thế này. Cuốn sách này gọi là Đại Diện Chúa Giêsu, tiếng Anh nó gọi là Vicar of Christ. Và tôi mua tới cái số sách mà nói về giáo hội La Mã bằng tiếng Anh nó khoảng độ 30-40 cuốn mà tôi để ở ngoài tủ sách. Còn cái bộ sách hồi nãy tôi có nói là tôi dịch sang từ tiếng Anh sang tiếng Pháp là Lịch Sử Hoa Kỳ, thì đây là cái cuốn mà đây là tập 1. Cuốn kia thì nó chỉ có một cuốn thôi, nhưng mà vì dịch ra nó dày quá, người ta in ta xé là mai cuốn, thì đây là tập 1 và đây là tập 2. Thì tôi còn giữ một bản này để lưu niệm thôi, chứ còn người ta xin hết rồi. Nếu tất cả ta in đi lại cuốn này là cỡ 5 lần như vậy, cỡ 1000 cuốn. Và tôi tất cả hiện nay ở trong tủ sách của tôi, sách bằng tiếng Pháp thì tiếng Anh không, chứ còn tiếng Pháp thì có 1-2 cuốn thôi. Thì tất cả những sách này bằng tiếng Anh này đa số tôi trích được, và có nhiều cuốn khác, thí dụ những cái cuốn mà giá phong thánh cho mỗi một viên mà thánh mà chạy trọt cái tòa thánh Vatican nó lên tới khoảng 800.000 Mỹ kim lo lót cho tòa thánh Vatican. Như vậy rõ ràng cái việc phong thánh thì nó có một công hai ba chuyện. Thế là thứ nhất là phong thánh thì xúi dục tín đồ cứ hăng say chống lại cái chính quyền bản địa của họ. Thứ hai là cũng là cách làm tiền của giáo hội Vatican. Thứ ba là những người vận động phong thánh á thì họ tổ chức quyên tiền, trong cái sự quyên tiền thì dĩ nhiên là có chấm bút, thành ra cái chuyện chấm bút nó xảy ra, họ đang vận động phong thánh cho Minh Trương Vũ Diệp nó lòi ra cái bài bản văn. Tôi mới biết rằng là khi mà họ vận động phong thánh họ kiếm tiền thì cái anh đó đã làm những cái chuyện lem nhem, cho nên họ chốt anh đó rồi, nhưng mà họ lại kiếm một anh khác. Ê, những cái cuốn sách như là về tiếng Việt thì tôi thấy có những cái cuốn này này, cuốn này gọi là Những Hoạt Động Của Bọn Phản Động Đội Lốt Thiên Chúa Giáo Trong Thời Kỳ Kháng Chiến 1945-54. Cuốn này được chính phủ Việt Nam in và xuất bản vào năm 1965 do các nhà học giả ở chính quyền ta hiện nay biên soạn. Cuốn này là có nhiều những cái bài mà nói lên họ giết người một cách dã man lắm. Nhưng mà trong cái cuốn này thì đấy là những người Kitô giáo mà nó giết những người tin lành ở bên Pháp là một, bên Ireland là hai, bên Croatia tức là nước năm tư cũ đó, thì nó kinh khủng lắm, tôi cũng có trích cả là đó. Rồi còn nhiều cuốn khác như là nhiều lắm, như là cuốn mà tôi không có đem vào đây, nó gọi là cuốn Decline and Fall of the Roman Church, tức là sự suy sụp, suy thoái và sụp đổ của giáo hội La Mã. Đây là rồi sau khi mà tôi về hưu á, thì vào tháng 8, tháng 6, tháng 7 năm 1998 thì tôi bắt đầu viết. Đầu tiên là tôi viết cái cuốn này. Cuốn này thì khởi đầu là tôi biết rằng là nó sẽ ai ngại lắm. Thì họ mới viết, tôi viết cái tên của nó là Khổ Nạn Và Sứ Mạng Của Người Viết Sử. Thì biết là cái cộng đồng công giáo nó chống tôi dữ lắm. Thế rồi khi mà tôi viết đây á, thì anh tiến sĩ Vũ Ngô Chiêu về sử học, anh ấy là giám đốc nhà xuất bản, anh bảo xin đổi tên là Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963, có để cái tên như vậy thì bán chạy. Và anh ấy là cái nhà xuất bản sách, anh ấy hiểu. Thì quả nhiên cuốn sách này bán chạy, vừa mới in ra được đâu 6 tháng thì anh ấy yêu cầu tôi sửa lại hay là bổ túc thêm rồi in. Cuốn này được in là hai đây, cuốn này là in vào năm 2000, còn cuốn ra thì in vào năm 1998. Rồi sau khi đó thì ông Linh Mục Nguyễn Đức Tiến gì đó, ông ấy nói là người chúng ta đó, tức là những người mà không phải đạo, sợ họ. Thành ra bà xã tôi mới tức quá, mới đốc tôi mới viết một lúc. Thành ra cuốn này thì chính là có một cuốn thôi, nhưng mà ông tiến sĩ Vũ Ngô Chiêu ông ấy in thì ông ấy thấy dày quá, ông xé làm hai cuốn. Tên đó là Thực Chất Của Giáo Hội La Mã. Thực ra thì cái cuốn này á, tên của tôi đề là nói chuyện với ông Linh Mục Nguyễn Đức Tiến. Đức Tiến. Nhưng mà anh Nguyễn Vũ anh đọc rồi anh quái quá, anh bảo là anh Trần Trung Ngọc là bạn thân của tôi, là anh ấy có uy tín trong vấn đề đó, yêu cầu anh ấy viết điểm sách. Anh điểm sách xong rồi anh ấy bảo ê, phải để tên cuốn sách này là Thực Chất Của Giáo
nhau ở Bắc Minh Tư mới bàn nhau viết một cái lá thư gửi Liên Hiệp Quốc can thiệp vào nội tình Việt Nam để đòi cái chính phủ Việt Nam phải để trở lại thi hành hiệp định Geneva. Thì tôi bà xã tôi lại đốc, tôi lại viết cái cuốn này là nói chuyện với tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Thì cũng cái lúc đó là tôi đã về hưu, thì tôi bắt đầu tôi tham dự vào viết những cái bộ sách gọi là lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội Đa Ma. Cái bộ sách đó dài lắm mà tôi đã hoàn thành rồi, bây giờ chỉ còn có và đã đưa được lên sách hiếm một số, cũng khoảng độ 60 chương, mà cái lượng của bộ sách là 125 chương, nếu in ra nó là 10,000+ thôi. Thì tôi cũng đang tiếp tục đọc lại và sửa lại. Thì cái bộ sách đó được ông Trịnh Trọng Tuân ở bên Việt Nam nói, tức là họ đọc những cái chương sách đó rồi đưa lên gọi là sách hiếm nói, thì độc giả cứ việc nghe thôi. À, rồi tôi còn tiếp tục viết những cái bài như là tâm thư gửi nhà nước Việt Nam, trong đó nội dung cũng tới 122 chương. Thì tôi có yêu cầu chính phủ Việt Nam không nên ban giao với Vatican, và tôi kể ra những cái tội ác của giáo hội La Mã. Lý do đó là để chứng minh rằng nếu mà ban giao với Vatican thì rất là nguy hại. Rồi sau đó tôi lại còn viết nhiều cái cuốn, ví dụ như là Chân Dung Người Việt Quốc Gia và Lá Cờ Vàng Ba Trọng Đỏ. Thì tôi kể cái lý lịch cái chính quyền Bảo Đại được cho ra đời là do cái đề nghị của ông giám mục Anthony Trappier, lúc đó ông ấy đang làm đại diện tòa thánh Vatican tại Huế vào năm 1945. Cái đề nghị của ông vào cuối tháng 12 năm 1945 là đề nghị đưa ông Bảo Đại lên lập chính quyền để làm một cái thế lực chống lại cái chính quyền kháng chiến Việt Nam của nhân dân ta. Thì cái đề nghị đó là thời đó là còn ông Cao Vĩ Đông Dương là ông linh mục đang làm video. Rồi cái thời đấy đó thì người Pháp ta bàn đi đánh ra ta đi tiếp xúc với ông Bảo Đại. Rồi sau đó thì mãi đến tháng 3 năm 1947 thì ông Đắc Giang Liêu hết nhiệm kỳ và kêu ông Cao Vĩ mới sang mới tự tích cực tiếp xúc với ông Bảo Đại. Và sau đó thì đến 6 năm 1948 thì chính quyền Bảo Đại ra đời. Thì tôi có nói về cái vấn đề là chính quyền Bảo Đại là do cái đề xuất của giáo hội La Mã chứ không phải là do người Pháp. Rồi sau đó thì tôi lại viết cái họ và chúng ta. Họ đây là người Kitô giáo, chúng ta là người Việt Nam chúng ta. Thế thì những cái quan niệm của người Kitô giáo nó ngược với lại quan niệm của người ta trong cái nếp sống đó. Cái bài nó cũng khá dài, nó gồm 6 phần thì khá dài. Và tôi còn viết nhiều tất cả nhiều cái bài viết nó có liên quan đến xoay quanh cái vấn đề tội ác của giáo hội La Mã, mỗi một cái con đề tài khác nhau. Thì tổng số là tôi viết ngoài những cuốn sách đã in, ngoài những cuốn sách đã đưa lên trình bày trên sáng kiến thì tất cả nó khoảng trên dưới 100 bài như vậy. Thành ra tôi viết rất nhiều lắm và bây giờ tôi vẫn còn đang tiếp tục viết. Ví dụ như bây giờ tôi đang làm cái bài nó gọi là cái bộ mặt thật hay là sự thật những cái người mà được giáo hội La Mã gọi là tu sĩ. Thì tôi thấy rằng họ chẳng tu sĩ chứ họ chẳng có tu gì cả. Họ thì gái cũng đủ các thứ, rượu chè ăn uống thì cao lương mấy vị, ăn nói thì mất dạy, thiếu cả văn hóa như là ông Đặng Hữu Nam, ông Nguyễn Duy Tân, ông Nguyễn Đình Thục, tất cả họ ăn nói như là cái phường thiếu văn hóa, không có văn hóa. Dạ. Phải nói là như vậy. Cái miệng đó tôi đang định viết một cái bài là nếp sống văn hóa ăn gian nói dối nói láo vu khống của trong đạo Kitô. Tôi đang nghĩ trong đầu óc tôi viết đến cái đề tài đó nhưng mà chưa hoàn tất. Dạ. Đó là ý kiến của bác bắt đầu nghiên cứu về cái phần Kitô giáo này từ khi nào? Bắt đầu nghiên cứu thì tôi để ý lúc mà tôi còn đang học ở Đại học Sư phạm trong cái thời gian 1961-1964 thì tôi phải học những cái môn lịch sử thế giới mà do giáo sư người Pháp bà Bourdieu dạy thời Trung Cổ. Thì dĩ nhiên là thời Trung Cổ là cái Vatican nó làm mưa làm gió ở Âu Châu, mà tôi đi lùng thì không có sách nào cả. Tôi mới nhớ rằng ông Nguyễn Hiền Lê
có viết cái bộ sách lịch sử thế giới bằng tiếng Việt, và ông ấy xuất bản vào cuối năm 1955. Tôi cố tình tôi đi tìm cái bộ sách đó, vì bây giờ thì tôi học bằng tiếng Pháp, và tiếng Pháp thì tôi cũng không có khỏe lắm, nhưng mà cũng phải nai lưng ra đi, nhưng mà cha đừng diễn để tìm thì không có sách, các sách trên sách nó không bán. Rồi cuốn sách của ông Henry này tôi không thấy nữa, vì không thấy nữa tôi mới để ý, tôi theo dõi. Thì sau này tôi mới biết rằng ông Henry nói rõ là cái bộ sách đó vừa mới ra đó, thì một ông linh mục ở miền Trung thấy rằng cái bộ sách đó có nói đến thuyết tiến hóa, với lại nói đến một số các ông linh mục thời Trung cổ mới vô được làm nhiếp. Thì tôi mới nói rằng là như vậy là cái giáo hội La Mã này á là tối hạn nhiều lắm. Thế là tôi để ý, nhưng mà ở Việt Nam không có sách. Thành ra tôi mới lại lúc tôi ra trường á, tôi cố gắng học thêm tiếng Anh và tiếng Việt Pháp, với hy vọng sẽ được cái học bổng để đi Pháp hoặc là đi Mỹ. Nhưng mà sau này tôi thấy là Pháp có không còn mang giao với chính quyền Việt Nam nữa, thì học bổng không có cấp. Tôi lại dồn nỗ lực vào học tiếng Anh, và tôi đã cố gắng trau dồi những cái kiến thức để chuẩn bị xin cái học bổng đi Mỹ, mà không ngờ tôi lại được cái học bổng nó đi Mỹ. Và sang Mỹ thì tôi sang vào tháng 13 tháng 6, tháng 9 năm 1966 là tôi bắt đầu đi tìm vào thư viện, tôi tìm những cái tài liệu. Thế chỉ là tìm tài liệu cho đến lúc, nếu mà tôi viết vào tháng 6 năm 1997 đó, tôi có viết cái cuốn Chúng thi với trong bài tòa chúng thi trong cái lịch sử ông Diệm, thì tôi có đổ, tôi có nói cho ông Diệm là thương bất tín hạ các bạn, ông Diệm rồi chẳng là gì để làm những cái chuyện trời ơi đất ơi ác lắm. Thì bắt đầu chúng nó chống tôi dữ, nó càng chống tôi đó thì tiếng tôi càng nổi. Do đó là có nhiều cái người mà người ta biết tôi dám viết, người ta mới gửi tặng sách tôi như thế này. Cái ông mà tặng sách tôi này là ông ký tên cho đến bây giờ tôi biết là ông là người trong cộng, ông ký tên này này đấy, ông ký tên rõ rệt là như thế này. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi cũng không có mặt ông ấy, có rất người tặng sách như vậy đó. Rồi đồng thời tôi lục cái tài liệu tham khảo của ông Đỗ Bậu để tôi thấy rằng ông ấy tham khảo những sách nào, thì những sách nào mà tôi thấy bằng tiếng tiếng Anh thì tôi đi lục tìm ở trong thư viện, hoặc là tôi mượn, hoặc là tôi mua. Và bây giờ như là đại khái như là cuốn Tại sao đi Việt Nam của ông sử gia Abro Manhattan, tức là tôi phải tìm có được cuốn đó. Rồi cuốn Jesus, tức là dòng tên, thì tôi đều là tìm cách tôi mua cả. Rồi con tôi bây giờ nó cũng đang học ở bên MIT, thì nó thấy và bố mà muốn mua cái gì thì nói nó tiếng là mua. Rồi sau này bà xã tôi về hưu đầu tư vào cái làm cái sách in nét, thì khi mà tôi cần cuốn sách nào thì tôi chỉ thấy cái là bà ấy mua liền. Ví dụ cuốn này là bà xã luôn mua đâu này, cuốn này nó gọi là cái giá tiền để cho tòa thánh phong một người mang chữ thánh là 800 này, là tôi thấy vậy tôi tìm đặt rồi bà xã tôi bảo chị mua hẳn một cuốn này, thì mua hẳn cái này về cho nên tôi có tài liệu. Thành ra cái số tài liệu mà hiện nay á, cả sách bằng tiếng Việt vẫn là chính anh ở trong cái tủ sách của gia đình tôi đó, nó khoảng trên 1.000 cuốn. Thành ra lúc nào mà nói đến cái gì là tôi ra tôi lục. Rồi bây giờ sau này nó lại còn có thêm những cái nguồn ở trong website nữa, trong Google nữa. Thành ra tài liệu của tôi rất là phong phú. Vâng, thưa bác, như vậy là khi mà bác nghiên cứu và tài liệu là giáo hội La Mã hay bác đi trang này á, thì bác phát hiện ra những cái tội đã vô cùng là nghiêm trọng. Vâng, đối với dân tộc Việt Nam thì bác đã đi chiết lập những cái sự kiện lịch sử đã diễn ra. Đó là cái câu hỏi cho bác là những sự kiện lịch sử đó là có cần hay không? Sách của tôi được sử dụng là ở trong các thư viện trong của Hoa Kỳ. Tôi đến tham thì những cái tác giả đó là những người viết sử danh tiếng cả. Nên tích đoạn văn nào ra là đoạn văn đó có. Ví dụ như cái cuốn History của ông Carnot mà nói về vấn đề ông Gia Lăng liên kết với lại ông Bá Đa Lộc, thì sách cái bộ sách của ông Trần Đức Cường á, thì ông ấy nói rằng là ông Gia Long sau khi thất bại bị hai bạn quân Xiêm mà
xâm lược vào miền Nam bị ông Nguyễn Huệ đánh bại đó vào năm 1784 đó, thì khai sách của ông Trần Đức Cường này nói sai, nói như thế này, nói là sau khi bị thất bại như vậy thì ông Gia Long cho người đi kiếm ông Bá Đại Lộc để yêu cầu ông ấy giúp viện trợ đến Pháp cầu cứu viện trợ quân sự để ông ấy đánh bại nhà Tây Sơn. Thì trái lại trong cái cuốn Việt Nam History của ông Cano viết bằng tiếng Anh thì tôi thấy rằng khi mà quân Diêm mà bị đánh bại đó thì ông Bá Đại Lộc đi tìm ông Nguyễn Ánh và nhắc đi nhắc lại với ông Nguyễn Ánh cái đề nghị là giao cho ông ấy đi sang bên Pháp cầu viện chính quyền Pháp để đem quân về đánh chiếm Việt Nam. Thì họ đã diễn dịch sai từ cái chỗ mà ông Bá Đại Lộc chủ động thuyết phục ông Gia Long ủy quyền giao cho ông ấy đi sang viện Đồng Pháp, thì họ đổi cái dòng lại là ông Gia Long chủ động đi tìm ông Bá Đại Lộc. Điều đó là họ đã lật ngược cái từ vai trò bị động của ông Nguyễn Ánh thành cái vai trò chủ động của ông Nguyễn Ánh, tức là họ là hạ cái ý đồ bất chính của giáo hội La Mã. Cái điều thứ hai là tôi thấy là như là cái đề nghị của ông Tổng giám mục Anthony Gramier vào cuối năm 1945 đề nghị đưa ra cái đề xuất yêu cầu dùng ông Bộ Đại thành lập chính quyền để chống lại chính quyền Việt Nam, họ không hề nói tới, tức là họ giấu nhẹ. Thứ ba là tôi thấy rằng là ông Pugine giám mục của Tòa Thánh Vatican làm đại diện Tòa Thánh Vatican từ năm 1862 cho đến năm 1894 là người không những là rửa tội cho cái ông linh mục Trần Lục dẫn 5.000 quân đến tiếp viện cho quân Pháp đánh tiêu diệt cái căn cứ Ba Đình của ông Đinh Công Tráng vào năm 1995. Thì họ không nói tới, mà cái quan trọng hơn nữa là ông giám mục Pugine này đó, Pugine nói rõ là như vậy, thì đã viết ra một cái kế hoạch không những diệt các ngôi giáo và diệt các nhà nho mà còn đề nghị để giết hết tất cả những người mà không phải là công giáo. Cuốn điều đó có nói rõ trong cái kế hoạch đó ở trang 301 đến 317 trong cái cuốn sách của ông Cao Huy Thành này, tức là cái cuốn sách tên là Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam. Thì ông này là tiến sĩ về sử học, ông nói rõ ở trong đó, thế nhưng mà cái bộ sử Việt Nam 15 tập không nói đến, tức là họ giấu nhà. Thứ nó còn một chuyện là cái chuyện cái vụ năm 7 là tôi là người công chức làm ở trong cái chương trình cải cách tiền tệ của ông Ngô Đình Diệm từ ngày 22 tháng 7 năm 1960 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 1961 tôi làm ở trong Nga cải cách. Và sau này thì tôi đọc sách tôi thấy rằng cái cuốn gọi là em Phúc cầm cho anh cái bộ cuốn của ông Phước Đình Dơ mà cuốn hai cái cuốn đó, cầm cuốn một đó, cuốn hai chứ. Thì trong cái chương trình cải cách tiền tệ đó thì ông Phước Đình Dơ viết bằng tiếng Anh, đứa ông này là người Áo, thì có nói rõ rằng cái số ruộng mà giáo hội làm chủ ở miền Nam thôi 370.000 mẫu Anh. Mẫu Anh có nghĩa là acre, mỗi mẫu là 5.000 mét. Họ, ông mới nói là đủ hết, nguyên văn là như vậy. Nhưng mà tới đến cái bộ sách của ông Trần Đức Cường cuốn 12 bỏ cái đoạn văn này, không nói tới. Điều đó họ giấu nhiệm cái vai trò ăn cướp ruộng đất của giáo hội La Mã của Việt Nam, họ giấu nhà đi, tức là họ cố tình làm giảm nhẹ cái tội ác của giáo hội La Mã. Thế thì tất cả trong cái bài viết đó tôi nêu ra là 10 điều sai, tức là tôi đều nêu ra ở trong cái bài viết gọi là chắc là quý vị đều có đọc cái bản bài mới đó, tức là những thiếu sót và sai lầm quan trọng trong bộ lịch sử Việt Nam 15 tập. Đấy, đây là cái cuốn mà ông Bất Thành Dư nói rõ là giáo hội La Mã làm chủ 370.000 mẫu Anh, mà khi ông Diệm làm chương trình đó đó, đúng là cái chương trình cải cách đó là thằng Mỹ nó làm, rồi ông chỉ là người đi hành, nhưng mà ông giấu nhẹm cái chỗ đó. Đấy, đó là cái
cái cuốn này quý vị có thể theo dõi tên cái cuốn sách này đó, là nó như thế này. Tên cái cuốn sách ở đây là cái là phần 2, nó gọi là Việt Nam Australian Ambassador, đó là Việt Nam một quân tiểu long lâm chiến. Cái tên của nó là như vậy, tôi dịch trên tiếng Việt. Cuốn này thì nhiều lắm, nó cái bộ sách này nó tương hai cuốn dài như thế này. Thế còn cái chỗ mà ông Gia Long, ông Nguyễn Ánh tiếp xúc với ông Bá Đa Lộc, mà ông Bá Đa Lộc thì là cái người chủ động đi tìm ông Nguyễn Ánh, nhắc đi nhắc lại là giao cho ông đi sang bên Pháp vận động chính quyền Pháp để tiếp viện. Thì ông đây là ông tên đề cuốn sách đó tên là Việt Nam History của sử gia gọi là Stanley Chagnon. Thì tôi có chỉnh rõ, tôi có nói rõ ở trong cái bài viết gọi là những thiếu sót và sai lầm trong bộ lịch sử Việt Nam 15 tập. Cái bài viết này đã được phổ biến ở trên sách Internet và sách em họ và đã được gửi cho Viện Sử học ở Việt Nam, nhưng mà Viện Sử học Việt Nam không trả lời. Đó là những cái thiếu sót. Và ngoài ra đó, tôi còn nói ông Diệp thằng cái tội 15 tội hay 14 gì đó. Thứ nhất đó là vi phạm hiệp định Geneva, không hiệp thương với miền Bắc để tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956. Thứ hai là dùng những người tín đồ Kitô biến họ thành gọi là kiêu dân công giáo, rồi sử dụng những người đó vào những cái tổ chức công an, mật vụ, cảnh sát để với lại các cấp chỉ huy trong các chính quyền và quốc quyền lực để mà tiến hành cái kế hoạch đó là Kitô hóa dân miền Nam, toàn dân miền Nam bằng bạo lực trong vòng 10 năm thì hết. Điều đó tôi cũng có trích rõ, tôi có nói rõ hết. Đấy. Rồi dân nước Việt Nam cho Tòa Thánh Vatican với danh nghĩa là Đức Mẹ Vô Nhiễm tổ chức vào ngày tháng 2 năm 1959, và cái tốn phí của cuộc tổ chức đó và huy động giáo dân về tham dự ở tại Sài Gòn nó tốn phí được 30 triệu đồng một trong đó. Còn nhiều nữa, ví dụ như đặt hết trên đường của những tên người công giáo đã chiến đấu chống lại dân tộc này Việt Nam ta, đặt tên đường học, ví dụ như là Alex Chân Tốt, rồi Nguyễn Bá Tòng, rồi Dương Nguyễn Ký, rồi Trần Lục, rồi Ngô Hồ Ngọc Cánh, đó là họ đặt tên đường đó, tức là họ vinh danh những người có tội với dân tộc. Đặt tên đường đó, nếu ai đã từng ở Sài Gòn thì đều biết, và năm 1954 đến 55 là ngoài ra còn có cái tên đường Bùi Chu, đường Phát Diệm, tức là hai cái đường đó là ở vùng chợ Thái Bình đều có cả. Tôi là người sống ở Sài Gòn tôi biết rõ tất cả, tôi kê ra tôi đâu 14 tội đó thì quý vị đã biết. Ngoài ra tôi còn biết cái bài viết mà quý vị có thể đọc, tức là Mỹ tạo ra ông Ngô Đình Diệm trong tiến trình thay thế Pháp để phục hồi quyền lợi của Vatican ở Việt Nam. Đó, cái bài đó cũng có đăng trên sách kiếm rồi, quý vị có thể mở nó đọc. Tức là tôi viết tất cả những cái bài đó là tên dưới 100 bài với lại tác phẩm, hoặc là in thành sách, hoặc là đã đưa lên sách kiếm. Và nếu mà chưa đưa lên sách kiếm thì cũng kê ra ở trên cái mặt tiểu sử của tôi, tất cả có thể trên 100 bài, tất cả trên 100 tác phẩm. Thì như bác là bà con ở trong nước cho nên rất quan tâm đến cái 15 tập lịch sử của phó giáo sư Trần Đức Cường. Trong đó là có những lời tuyên bố rằng là bỏ đi rồi đi quân quyền để mà lấy lại hoàng sa trường sa, rồi để rồi đây coi là cho anh phía bên kia họ đỡ bị rất nhiều cái lý do để mà họ nói là nó phải bỏ đi cái quyền lực quân quyền. Thì nói chung là trong cái cuốn sách 15 tập lịch sử thì đúng có giáo sư có nói chuyện đến rồi đó, thì bà con ở trong nước rất là quan tâm đấy, cho nên là rất mong là trong cái
đàn lần sau. Thì bà con chúng ta có những câu hỏi và rất mong là giáo sư sẽ có cái tài phân tích để cho bà con là trong nước đấy nhỏ và những cuốn lịch sử về năm tập thì trong cái cuốn lịch sử về năm tập đó là có những cái chương trình của những người đó thì trong một cái bài viết nghiên cứu của bác đã cần coi mình nói thì bác đã có những cái bài viết rồi. Xin chào tất cả mọi người, tôi đang đến chào rồi. Vâng, xin chào. Vâng, hẹn gặp nhau vào giờ này ngày mai.